Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là đèn pha của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Con này là Pajero Sport phiên bản đời 2013 đến 2018, nhưng mà đèn pha này là pha có xenon, đèn pha và pha xenon, pha bóng xenon. Nó có hai phiên bản, một phiên bản là đời chúng ta dùng bóng halogen và phiên bản đời xenon thì đây là bi xenon. Nhìn về phía ngoài thì nó gần như là giống nhau, nhưng nó khác nhau một chút các bạn nhé. Bóng xenon thì cái đèn pha xenon thì nó đắt hơn, phiên bản nó cao cấp hơn. Đấy, dùng cho đời xenon. Xenon thì đây chính là cái phần mà đây chúng ta bóng nó sẽ lắp vào này. Đây mình bịt cái này vào để đảm bảo rằng là không có một cái, thứ nhất là nó tránh cái trường hợp mà các con côn trùng, để kho bãi các con côn trùng ở chui vào. Nhưng đèn pha xenon các bạn nhìn này, quan trọng nhất chỗ này. Chỗ này nó có đây, các bạn sẽ lắp ba lát. Đấy. Lắp cái ba lát vào bóng xenon các bạn nó sẽ nằm đây. Đấy. Thì nó khác biệt nhau này. Còn về cơ bản nhìn phía ngoài thì hai cái đèn pha giữa xenon và halogen nó giống hệt nhau. Nhưng mà giữa khi mà trong quá trình mà phía đằng sau, những đèn xenon nó sáng hơn rất là nhiều, đi xe nó an toàn hơn, bản nó cao cấp hơn. Vì vậy là đây là đèn và đèn pha, phiên bản nó xenon nó khác biệt ở điểm đấy. Còn nếu mà các bạn nhìn mặt ở phía ngoài này, đèn halogen nó cũng giống y xì vậy, nó cũng có đây bi xenon, đây bóng. Đấy thì nó đều giống nhau, nhưng nó khác nhau một điểm đó chính là cái xenon bên trong. Đấy, một cái tức là cái bi này thì vẫn là bi xenon nhưng cái bóng bên trong là bóng halogen. Còn cái mà nữa là bi này bi xenon mà bên trong nó cũng là bi xenon luôn. Đấy là cơ bản anh em có thể phân biệt được. Đấy thì của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Đấy. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, đây là vỏ các bạn nhé, mã này mã vỏ. Còn ví dụ mã cả cụm bao gồm cả bóng cả ba lát thì thông thường là những cái bóng và cái ba lát thì ít khi nó hỏng. Thật sự là mình bán hàng thì cực kỳ ít khi nó hỏng. Cái đèn pha thì chẳng mấy khi nó hỏng cả, ngoại trừ các bạn do đâm va thôi. Khi chúng ta đâm va thì dẫn đến nó bị vỡ. Đấy. Vỡ cái đèn pha này thì lúc đó bắt buộc cái phải thay thế. Thì vỡ thì thường thường là vỡ phía ngoài này, còn cái phía bên trong thì chúng ta vẫn còn các cái bóng phía bên trong vẫn còn nguyên, thì anh em chỉ cần lấy mã vỏ này thôi về, còn tất cả cái bóng thì các bạn lấy từ cái đèn pha cũ chúng ta lắp sang là ok. Giá nó rẻ hơn, cạnh tranh hơn rất là nhiều, chứ bởi vì cái bóng xenon nó rất là đắt. Đấy thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, thông thường là mình sẽ chỉ nhập mã vỏ này. Đấy, về cơ bản là như vậy. Và trong quá trình mình làm thì rất nhiều anh em mà tại sao anh không công khai giá luôn, thì mình cũng nhân đây mình cũng chia sẻ một chút, đó là bên mình nhập khẩu nó tùy theo từng thời điểm và giá nó theo chạy theo giá thị trường, thế nên là mình không thể cố định một mức giá được. Thế nên trong quá trình mà các bạn anh em cần về giá cả cần tham khảo thì các bạn vui lòng kết nối Zalo số bên mình, đấy Zalo, hoặc truy cập website thì đội ngũ dành chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá các bạn một cách chi tiết về tất cả chủng loại theo từng cái thời điểm. Đấy thì để làm sao chúng ta có một cái giá sát nhất để anh em thay thế phụ tùng, giá cạnh tranh nhất. Đấy, thì khi các bạn cần thì các bạn nhớ kết nối Zalo. Rất mong anh em sẽ liên hệ ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em một cách hoàn toàn miễn phí.